chào mừng các bạn trở lại với kênh youtube của tôi tình yêu đến từ biển quảng cáo câu chuyện lãng mạn của tuấn nguyễn hôm nay chúng ta sẽ khám phá một câu chuyện tình yêu đặc biệt và lãng mạn từ sài gòn việt nam câu chuyện về tuấn nguyễn một người mỹ gốc việt đã tìm thấy tình yêu của mình thông qua một biển quảng cáo cho một khóa học hãy cùng chúng tôi khám phá câu chuyện này nhé tuấn nguyễn một người mỹ gốc việt đã tìm thấy tình yêu của mình một cách bất ngờ nhất có thể trong một lần đi dạo quanh thành phố sài gòn anh đã bắt gặp một biển quảng cáo cho một khóa học được thu hút bởi sự sáng tạo và độc đáo của biển quảng cáo anh đã quyết định tham gia khóa học này tại khóa học anh đã gặp một cô gái tài năng thông minh và xinh đẹp họ đã nhanh chóng trở thành bạn bè và sau đó tình bạn của họ đã phát triển thành một mối tình sâu sắc câu chuyện tình yêu của họ không chỉ là một câu chuyện lãng mạn mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của duyên số và tình yêu câu chuyện của tuấn nguyễn chứng minh rằng tình yêu có thể xuất hiện ở những nơi và thời điểm ít ai ngờ tới đôi khi chúng ta chỉ cần mở lòng và đón nhận những điều bất ngờ mà cuộc sống mang lại hãy để tình yêu tìm đến bạn theo cách của nó và khi nó đến hãy đón nhận nó bằng cả trái tim mình tuấn nguyễn người mỹ gốc việt tìm thấy tình yêu trong lòng sài gòn qua một biển quảng cáo một khóa học một tình yêu bắt đầu anh đi dạo quanh thành phố lòng đầy hoài bão và mơ mộng bắt gặp một biển quảng cáo một lời mời gọi đến tình yêu anh tham gia khóa học gặp một cô gái tài năng họ trở thành bạn bè rồi tình yêu nảy nở từ đó tuấn nguyễn người mỹ gốc việt tìm thấy tình yêu trong lòng sài gòn qua một biển quảng cáo một khóa học một tình yêu bắt đầu tình yêu không bao giờ là dễ dàng nhưng nó luôn đáng giá với mỗi nụ cười mỗi ánh mắt mỗi lời nói yêu thương tuấn nguyễn người mỹ gốc việt tìm thấy tình yêu trong lòng sài gòn qua một biển quảng cáo một khóa học một tình yêu bắt đầu và giờ đây họ cùng nhau đi trên con đường của tình yêu tuấn nguyễn người mỹ gốc việt và cô gái tài năng của anh mặt cười với đôi mắt cười 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 đường đời quay tình yêu mơ Tuấn Nguyễn với biển quảng cáo bước chân anh trong thành phố huyền bí gặp tình yêu như một điều kỳ diệu từ Sài Gòn phồn thịnh anh lang thang mơ bức tranh quảng cáo kỳ ảo muôn màu mở cánh cửa tình yêu mở ra trái tim Tuấn Nguyễn bắt đầu hành trình tình êm đềm đường đời quay tình yêu mơ tuấn nguyễn với biển quảng cáo bước chân anh trong thành phố huyền bí gặp tình yêu như một điều kỳ diệu người con gốc việt đắm chìm trong huyền bí cô gái tài năng là người đồng hành khóa học chưa bao giờ là thú vị như thế họ chạm vào nhau nhưng chẳng ngờ như thế khám phá kiến thức mở cửa trái tim họ trở thành một tình yêu nảy sinh duyên số đưa đẩy nhưng lòng họ là lựa chọn hành trình tình yêu tràn ngập màu huyền bí đường đời quay tình yêu mơ tuấn nguyễn với biển quảng cáo bước chân anh trong thành phố huyền bí gặp tình yêu như một điều kỳ diệu họ đã chứng minh tình yêu đến từ mọi nơi dù là biển quảng cáo hay khóa học mới mở lòng đón nhận những điều bất ngờ đẹp hành trình tình yêu vẫn là kỳ tích đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mặt cười với đôi mắt cười mặt cười với đôi mắt cười mặt cười với đôi mắt cười mặt cười với đôi mắt cười. Mặt cười, với đôi mắt cười.